Kính chào quý vị khán giả đang đến cùng với chương trình trên kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hé lộ tính toán của Trung Quốc trong đàm phán COC với ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị cấp cao lần thứ 25 vừa diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, ASEAN và Trung Quốc đã thông qua tuyên bố chung nhân dịp kỷ niệm 20 năm tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông COC, cũng như có một số trao đổi liên quan. Đây là thông tin được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết tại họp báo thường kỳ vừa qua tại Hà Nội. Tuyên bố tái khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC với việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định tại Biển Đông. Lãnh đạo các nước thuộc khối ASEAN và Trung Quốc tại hội nghị đã trao đổi nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai phía. Đối với Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC, bà Hằng cho biết ASEAN và Trung Quốc hoàn thành vòng rà soát thứ nhất và đang tiến hành vòng rà soát thứ hai văn bản đàm phán đơn nhất dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Trong thực tế, tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông DOC đã có từ hơn 20 năm qua. Trong suốt những năm gần đây, Trung Quốc vẫn tiến hành bồi lấp, cải tạo bãi đá tại Trường Sa mà họ chiếm được thành những đảo nhân tạo. Trên đó, Trung Quốc đã cho xây dựng những cơ sở quân sự, đường băng, máy bay, radar. Tại hội nghị này, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết đã thúc đẩy việc sớm hoàn tất COC ở Biển Đông dựa trên luật pháp quốc tế. Ông Marcos cho rằng điều quan trọng là UNCLOS tiếp tục được duy trì trong một khuôn khổ chung trong các hoạt động đại dương và biển. Trong khi đó, phía Trung Quốc trong bài phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế khi giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Lãnh đạo Trung Quốc nói thêm rằng, trong quá trình tham vấn về COC, chúng tôi tính đến lợi ích của tất cả các bên. Chúng tôi tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả UNCLOS. Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS và DOC. Thưa quý vị, Biển Đông là khu vực biển quan trọng, chứng kiến sự cạnh tranh chiến lược quyết liệt giữa một số nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Các nước mong muốn đạt được mục tiêu của mình ở vùng biển quan trọng này, nhất là về lĩnh vực quân sự, kinh tế và kiểm chế chiến lược. Khi xem xét lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc và hành xử của họ ở Biển Đông, cần đặt trong tổng thể chiến lược trỗi dậy hòa bình hay phát triển hòa bình của Trung Quốc, Biển Đông đang thực sự trở thành vũ đài cho sự chuyển động và tranh chấp quyền lực toàn cầu giữa các đại cường. Trong đó, hai nhân vật chủ chốt là một Trung Quốc đang lên. Một số nhà nghiên cứu đã so sánh ý nghĩa về chiến lược của Biển Đông đối với Trung Quốc không khác gì vùng biển Ganzini, bao gồm vịnh Mexico đối với Mỹ cuối thế kỷ 19. Vì rằng Mỹ chỉ có thể bằng việc khống chế toàn bộ biển Caribe thì mới thống trị được Tây Bán Cầu và chi phối trật tự quyền lực ở Đông Bán Cầu nhờ kênh đảo Panama xuyên hai đại dương. Tương tự thế, Trung Quốc nếu thống trị được Biển Đông thì mới có cơ hội trở thành bá chủ Tây Thái Bình Dương và vươn ra Ấn Độ Dương. Khi nói đến lợi ích địa chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông, người ta thấy nổi bật bốn khía cạnh đặc biệt quan trọng. Khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên giao thông, an ninh quốc phòng, khía cạnh văn hóa, lịch sử, trên khía cạnh lãnh thổ, tài nguyên. Mục đích của Trung Quốc không có gì để nghi ngờ. Họ không những muốn chiếm tất cả các đảo, bãi đá trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mà thậm chí có dạ tâm chiếm luôn cả các khu vực đặc quyền kinh tế EEZ của các nước theo công ước như luật biển quốc tế, trong khi các khu vực này cách bờ biển gần nhất của Trung Quốc, đảo Hải Nam, tới trên 1.200 cây số. Thế mà một số học giả nước ngoài, chẳng hạn như cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger, người theo chủ nghĩa hiện thực trong nền ngoại giao hiện đại và có công lớn trong thiết lập quan hệ Mỹ-Trung, thập niên 1970, vẫn nhận định rằng Trung Quốc không có động cơ đế quốc bành trướng lãnh thổ. Vì bản đồ lãnh thổ Trung Quốc từ năm 2000 năm nay không thay đổi. Thực tế, cách hành xử của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và khu vực Biển Đông từ thập niên 1970 đến nay cho người ta một ấn tượng ngược lại. Hơn nữa, các bước tiến như vụ bão trong quá trình hiện đại hóa và tham vọng siêu cường kinh tế và quân sự của Trung Quốc vượt quá trình độ công nghệ và hiệu quả sản xuất của nền kinh tế của một nước đang phát triển mới, đang ở giai đoạn đầu của hiện đại hóa, khiến cho nhu cầu cung cấp nguyên liệu trở nên bức thiết và ngày càng gia tăng, nhất là nhu cầu năng lượng dầu khí.
Trong khi đó, các nghiên cứu, khảo sát và thực tiễn khai thác tài nguyên ở Biển Đông đều cho thấy tiềm năng khổng lồ của Biển Đông. Biển Đông được coi là một trong năm bồn trũng chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Trong phạm vi Biển Đông, các khu vực thêm lục địa có tiềm năng dầu khí cao là các bồn trũng Brunei, Sabah, Sarawak, Malay, Patani, Thái, Nam Quân Sơn, Mekong, Sông Hồng, cửa sông Châu Giang. Bên dưới vùng biển và thềm lục địa Việt Nam tồn tại nhiều bể trầm tích dầu khí, trong đó hai bể trầm tích Cửu Long và Nam Côn Sơn được đánh giá có triển vọng dầu khí lớn nhất. Điều kiện khai thác tương đối thuận lợi, tổng trữ lượng dự báo địa chất về dầu khí của toàn thềm lục địa Việt Nam đạt xấp xỉ 10 tỷ tấn dầu quy đổi, trữ lượng khai thác khoảng 2 tỷ tấn và trữ lượng dự báo của khí khoảng 1.000 tỷ mét khối. Theo đánh giá của Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dự trữ dầu được kiểm chứng ở Biển Đông là 7 tỷ thùng với khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng mỗi ngày. Ngoài ra, còn có các khu vực có tiềm năng dầu khí chưa khai thác là khu vực thềm lục địa ngoài cửa vịnh Bắc Bộ và bờ biển miền Trung Việt Nam. Hơn nữa, bối cảnh quốc tế trước hết là bối cảnh địa lý và tương quan sức mạnh ở Đông Nam Á và Biển Đông quả thực đã kích thích tham vọng địa lý của siêu cường dân số này. Theo lý thuyết quan hệ quốc tế hiện đại, thì các nhân tố khách quan và chủ quan đã khiến Trung Quốc theo đuổi một thứ lợi ích quốc gia tuyệt đối bằng một sức mạnh cứng tuyệt đối. Trên khía cạnh giao thông, khi Trung Quốc trở thành cường quốc thương mại số 1 thế giới, thì cũng có nghĩa là sự ổn định và phồn vinh dịch kinh tế và xã hội của Trung Quốc sẽ tùy thuộc vào những dòng chảy thương mại đều đặn, nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa. Trước hết là nhập khẩu tài nguyên và xuất khẩu hàng hóa thành phẩm từ toàn bộ các khu vực khác nhau của thị trường thế giới. Vì thế, trong khi giao thương đường bộ của Trung Quốc với các quốc gia và châu lục khác gặp nhiều cản trở bởi địa hình và an ninh, đặc biệt là các tuyến giao thông Tây Nam, để tiếp cận Ấn Độ Dương thông qua các quốc gia Myanmar, Pakistan, Ấn Độ, thì các tuyến hàng hải quốc tế ở bờ Tây Thái Bình Dương chủ yếu thông qua Biển Đông với các địa điểm như eo biển Malacca ở Nam Biển Đông và khu vực giữa hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa theo hướng Bắc Nam nhằm kết nối Trung Quốc với thế giới là nhiệm vụ quốc tử. Hiện nay, Trung Quốc có 29 trên 39 tuyến đường hàng hải và khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua Biển Đông. Hơn nữa, với mưu đồ chốt chặn mặt tiền hướng ra Biển Đông của Việt Nam, Trung Quốc sẽ bắt các nước, trước hết là Việt Nam, lệ thuộc vào quyền điều phối của Trung Quốc, ngay cả trong trường hợp nhiều đảo ở đảo Trường Sa vẫn thuộc chủ quyền của Việt Nam. Điều đó chẳng khác gì tình trạng bi đát của lãnh thổ Palestine dưới sự chia cắt và kiểm soát của Israel ở Trung Đông. Mặt khác, việc đoạt được chủ quyền trên Biển Đông theo đường lưỡi bò cũng giúp cho Trung Quốc khống chế không phận trên Biển Đông. Theo đó, các đường bay quốc tế của các hãng hàng không trên thế giới đều phải xin phép chịu sự điều phối và nộp thuế cho Trung Quốc. Điều đó càng đặc biệt có ý nghĩa trong kỷ nguyên bùng nổ giao thông, hàng không và du lịch ở Đông Á và Đông Nam Á thế kỷ 21. Cần lưu ý rằng, một khi Trung Quốc đã độc chiếm được Biển Đông thì bất chấp việc Trung Quốc tuyên bố cam kết duy trì tự do lưu thông trên Biển Đông nhằm đạt được sự đồng thuận quốc tế đối với mục đích của họ, Trung Quốc vẫn có thể ra lệnh cấm thông thương trên vùng Biển Đông bất kỳ lúc nào khi tình huống đòi hỏi bảo vệ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và ngăn chặn lợi ích của các nước khác. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.